Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 31 tháng 8 năm 2021 về việc lãnh đạo Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội cho biết đang lập hồ sơ, đồng thời phối hợp với gia đình giải quyết về vụ việc thiếu nữ nhảy từ cầu Nhật Tân xuống dưới sông Hồng vào tối 30 tháng 8. Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 30 tháng 8, Công an phường Phú Thượng nhận được tin báo của người dân về việc có cô gái rất trẻ bên ngoài lan can cầu Nhật Tân theo hướng Võ Chí Công đi huyện Đông Anh, Hà Nội. Mặc dù nhiều người động viên, khuyên can nhưng cô gái này đã thả rơi tự do từ trên cầu Nhật Tân xuống sông Hồng. Nhận được thông tin, Công an phường Phú Thượng và lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tìm kiếm cứu nạn. May mắn, ngay sau khi rơi tự do từ trên cao xuống, cô gái đã tự bơi vào bờ và được người dân đưa đi cấp cứu. Tối cùng ngày, cơ quan công an đã làm việc với Bệnh viện Tim Hà Nội, nơi cô gái được đưa vào cấp cứu để xác định hỗ trợ người bị nạn. Ban đầu xác định thiếu nữ này tên LTH, sinh năm 2006, quê quán huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, hiện tạm trú tại quận Cầu Giấy. Theo các bác sĩ, nạn nhân được đưa vào viện trong tình trạng tỉnh táo, kiếp cấp cứu đã chụp chiếu nhưng chưa phát hiện bị chấn thương trên thân thể. Tuy nhiên, sau khi người này phục hồi đã đề xuất chuyển xuống Bệnh viện E Hà Nội để tiếp tục điều trị theo dõi. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.